niệm nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ của dòng họ Nguyễn Tân để gì phải nhất đi. Nhiều đời nhiều kiếp đã xây dựng bồi đắp mà chân thành dường dung. Hôm nay tất cả các vị từ tốn con chào trong từ đường, nhưng mùa vô lan hiểu hành nói những hành hiểu của Đức Phật mà thành tâm mà cung thịnh chư tôn hòa thượng thường tòa đại đức tăng thân lâm về tại từ đường tiến lập đại lễ trai đàn thi tiễn tiễn bạc chư hương linh bạc thọ trầm luân sám hối toàn nghiệp thuyết thích tiền tiên thuyết pháp đồ linh trần để âm linh cô hồn quyền cầu âm chiếu dương thái dầm bảo ân nhiên tổ cha mẹ trong quân bộ giờ này đang dài oan quả cổ hương linh từ cửa đông phương đến cửa nam phương qua cửa tây phương đến cửa bắc phương hàng bắn địa ngục trước khi triều tịch chương linh oan hồn đảo cửa đông hương thăng âm dương kiều về nơi miền cực lạc tôn sư tai chủ thành tâm kính giờ các vị tổ phu thiền hoan hỷ góp lời cầu nguyện để đưa các oan hồn vượt cửa bắc phương trầm luân địa ngục bao nhiêu công đức tấm ban thường ôi các vị độ phu thuyền Bye.
chuỗi đàn, chuỗi đàn ngài tân hàng lần tay, mà ngài còn thương cho thể sự còn xoáy lúc hồi. Hôm nay con cũng biết ngài nào là bừng bắn chân thần phàm, nào là ngấn bán thân bàn thủy. Nay giờ đây đêm cũng đã khuya mà ngài công quang, ngài đã đảo từ nơi bắc phương ngoài đàn hàng bắc địa ngục. Nay ngài đã chiêu đò mù ốm con ra liền ra đò, và giảm thích thưa cùng công sư ngài ơi, cửa bắc phương là hàng bắc lập liền, mà bỏ tưởng thù đầu ngọc tốt lại nắm nắm, mà mấy ngày hôm nay cũng đài bảo áp tất nhiệt đợi ngài, mà mù ốm con trèo ra đỏ được ước hết một chàng con. Thôi thôi ngài ơi, tiếng ngài từ bi hạ dạ, ngài an tòa đến cửa bắc phương ngoài thank you.
Yeah.
nhất niệm Phật A Di Đà, nhất niệm siêu kỳ khổ tâm tâm bằng vẫn đi, được lao đài chúng tư bi hồ niệm tiếp dân quá cổ chư hương linh thắng âm dương kêu Thank you.